Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Toy Channel. Và hôm nay chúng ta sẽ đi đến một cái phương tiện chiến đấu nữa của các em Ninja các bạn. Một cái phương tiện chiến đấu rất là đẹp ha. Đó, có mã số là Lebin 06050, máy bay chiến đấu tia chớp của Zen. Và bộ này mình tham khảo với giá chính hãng là vào khoảng 2,5 triệu các bạn. Và cái giá mình mua cái bộ Lebin này với giá vào khoảng 650 ha. Cái mã số chính hãng để bạn nào tham khảo đó là 70614 Z Lighting đó bạn. Và đây là toàn bộ những cái mặt trước của bộ hộp sản phẩm nè. Chúng ta sẽ có một cái phân cảnh chiến đấu của Zen với những cái em trong cái biệt đội cá mập của Garmadon nè. Tổng trong set này chúng ta sẽ có 6 em mini Avenger ha, Zen và những cái em cha mẹ nuôi của Zen nè bạn, và những em trong đội quân cá mập của Garmadon ha. Và đây là phía sau của vỏ hộp sản phẩm, chúng ta sẽ có những cái tính năng tương tác được có những trên cái set này. Đó là một cái hình một chiếc máy bay khi hoàn thiện xong nè, có một cái khẩu súng ở đây. Và ở đây thông số của nhà sản xuất sẽ mô phỏng một cái kích thước ở đây ha. Tổng cái chiều ngang của nó vào khoảng 44cm bạn. Rất là bự khổng lồ luôn các bạn ha. Một cái phương tiện chiến đấu mà dài gần nửa mét như thế này thì sẽ có rất là nhiều điểm đặc biệt đây. Ok, không làm mất thời gian các bạn nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi lắp ráp nào. Trước khi lắp ráp, các bạn nhớ kiểm tra cái nút subscribe bên dưới. Những bạn nào chưa subscribe hãy nhấn vào subscribe để ủng hộ kênh nhé các bạn. Ra thêm nhiều video mới cho các bạn cùng xem ha.
Xong cái xét máy bay phản lực tia chớp này của Jay các bạn, và đây là tất cả những gì có trong cái xét lần này. Ok, chúng ta sẽ đi đến những em Nefinger và những cái phụ kiện này trước nào. Đây là những em Nefinger, đội quân cá mập của Garmadon các bạn. Thì những cái em này trong những cái xét Lego Ninjago Movie trước mình đã mở hộp rất là nhiều rồi ha. Thì ở trong cái xét này mình sẽ không có nói lại nữa các bạn. Thì mình chỉ nói sơ qua thì chúng ta sẽ có một cái em này được tạo hình rất là mới ha. Có một cái đầu giống như là đầu của một con tôm hùm các bạn. Đó, và cái phần này sẽ bằng cao su mềm ha các bạn ha. Finger thuộc bên chính diện các bạn. Chúng ta sẽ gồm có Jay, Ed và Edna. Hai nhân vật này là cha mẹ nuôi của Jay ha các bạn ha. Thì Ed và Edna trong cái tạo hình nhân vật là một chỉ là một cái thường dân thôi các bạn. Đó, trong trang phục rất là bình thường ha, không có gì gọi là trang phục chiến đấu hay là đặc biệt các bạn. Đó, Ed và Edna trong cái phiên bản này chỉ có một cái biểu cảm gương mặt thôi ha các bạn ha. Còn đây là Jay trong cái set Lego Ninjago Movie này. Jay ở trong cái trang phục là màu xanh đậm như thế này. Đó, nó mô phỏng giống như trong phim luôn các bạn ha. Và Jay phiên bản này sẽ có hai cái biểu cảm gương mặt các bạn. Một biểu cảm cô có thường thấy và một biểu cảm tinh nghịch các bạn ha. Cái set này ở những cái nhân vật phản diện thì chúng ta sẽ có thêm một cái phụ kiện, đó là một chú cua máy như thế này các bạn ha. Một cái phụ kiện khá là hay trong cái set này các bạn. Chúng ta sẽ có một chú cua máy, hai cái phần hai bên là một cái phần càng nè, một cái phần súng có thể tương tác được ha. Thì những cái phần này được đính với phần thân cua là qua những cái copy các bạn, cho nên những cái biên độ bắn của khẩu súng này cũng rất là linh hoạt ha. Chúng ta có thể nhắm được nhiều hướng khác nhau. Còn bên phần càng này cũng vậy các bạn, do cái liên kết bằng cái copy á, chẳng những copy liên kết phần thân và những cái phần càng này cũng được liên kết bằng copy ha, cho nên những cái phần này có thể xoay lên xoay xuống, đẩy được nhiều hướng khác nhau, thực hiện nhiều cái thao tác khác nhau các bạn. Giống như thao tác đang kẹp một cái mini finger như thế này. Đó, chúng ta có thể tương tác thực hiện nhiều cái thao tác ha. Ở trên đây chúng ta sẽ có chỗ ngồi vị trí cho một cái mini finger, có hai cái cần điều khiển và một bảng thông tin các bạn. Nó thể hiện trên những cái thông số ở trên cái chú cua này các bạn ha. Cái em cua này được đứng trên bằng 6 chân ha, và những cái chân này hoạt động độc lập với nhau các bạn. Chúng ta có thể bẻ mỗi chân mỗi hướng khác nhau ha, theo một cái biên độ khoảng khá là rộng các bạn, như thế này. Đó, chúng ta có thể cho cái em cua này đứng trên mặt đất và thực hiện nhiều cái độ cao khác nhau các bạn. Cái chúng ta có thể đưa cho em cua đứng cao lên một xíu như thế này nè. Đó, cũng có thể đè em cua này xuống sát đất ha. Đó, như thế này. Đó, những cái chân này được di chuyển rất là linh hoạt các bạn. Phía sau chúng ta sẽ có một cái phần phụ kiện, đó là một cái giống như là một cái bình, hình như là một cái bình dưỡng khí các bạn. Đó, ở đây có một cái vô lăng đó ha. Và phía sau chúng ta sẽ có một lá cờ đó các bạn. Thì cái phần súng này chúng ta có thể bắn liên tiếp nhiều viên đạn ha. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau đi thử cái phần súng này có chính xác không nè. Mình sẽ lấy cha mẹ nuôi của Jay ra để làm bia các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ thử thực hiện cái thao tác tương tác, thử xem cái khẩu súng này hoạt động có chính xác cho trên cái cua máy này không hả các bạn ha. Cái vũ khí ở trên cái em cua này nữa nha. Chỉ cần 3 phát đạn thôi là đã hạ được cha mẹ nuôi của Jay rồi các bạn. Đó, nó hoạt động rất là trơn tru và chính xác luôn. Chính trong cái xét lần này, một chiếc máy bay chiến đấu của Jay các bạn. Và mà theo quan điểm cá nhân của mình thì đây là cái phương tiện chiến đấu đẹp nhất mà mình từng lắp ráp review trên kênh của mình tính đến thời điểm hiện tại ha các bạn ha. Thì cái xét máy bay này các bạn, mình khá bất ngờ với kích thước của nó ha. Thì tổng thể cái chiều ngang này á, mình đo được khoảng 44cm ha các bạn ha. Nó đúng như cái những gì mà thông số của nhà sản xuất ghi trên vỏ hộp các bạn. Và để hình dung được kích thước của nó thì mình sẽ để kế cái chiếc xe mũi khoan của câu cho bạn thấy nè. Đó, chiếc xe mũi khoan của câu trông rất là tí hon so với cái phần máy bay này ha các bạn ha. Máy bay này trên một cái màu xanh đậm ha, trên một cái nền đen như thế này. Nhìn thiết kế tổng thể cái màu sắc này, nhìn chiếc máy bay rất là hiện đại các bạn. Nó mang hơi hướng của tương lai ha các bạn ha. Ở trên đây chúng ta sẽ có một số phần gạch màu trong suốt như thế này và những phần gạch màu xám ha, làm điểm nhấn nhá highlight cho cái máy bay này thêm nổi bật các bạn. Đây cũng là cái phương tiện chiến đấu đầu tiên mà mình thấy nó đẹp toàn diện các bạn, có nghĩa là nó đẹp về mọi góc nhìn luôn á. Đây là cái góc nhìn trực diện. Đây là cái góc nhìn bên hông trái phải. Còn đây là một cái góc nhìn phía sau ha. Tất cả những cái góc nhìn đều mang lại cho chúng ta một cảm giác rất là đã các bạn. Nhìn cái máy bay này rất là mạnh mẽ, rất là hiện đại luôn hả các bạn ha. Máy bay này chúng ta sẽ có một cái khoang điều khiển trung tâm các bạn. Nó được bảo vệ bởi một cái hình gạch và hình nửa cái khối cầu như thế này hả các bạn ha. Cái độ trong suốt cái khối cầu này được đạt đến mức mà hoàn hảo luôn bạn. Nó rất là trong suốt, rất là bóng luôn ha. Khi mà chúng ta sẽ mở lên cái phần này một cái biên độ 90 độ để lộ cái khoang điều khiển trung tâm đây. Thì trong cái khoang này chỉ vừa cho một mini finger ha. Chúng ta có hai cần điều khiển hai bên và một cái bảng thông tin ở phía trước các bạn. Nếu chúng ta sẽ có những cái khối gạch có phía trên là những cái hình gạch màu đỏ như thế này, thì mình nghĩ theo quan điểm cá nhân thì đây là những khẩu súng pháo ha. Nó có thể bắn được những cái mục tiêu xung quanh các bạn. Thì đây là chỉ là một cái khẩu súng mô phỏng ha, nó chỉ không thể mà tương tác được với khẩu súng này. Xích lên một chút xíu thì chúng ta sẽ có một cái tuabin quay các bạn. Thì ở trong bạn nào đã coi phim Lego Ninjago Movie á, cũng giống như chơi cái game Lego Ninjago Movie trên PC rồi ha bạn ha.
Thì khi mà chiếc máy bay hoạt động các bạn, thì cái phần này sẽ xoay các bạn. Thì cái chức năng của nó thì mình nghĩ nó đã phát ra năng lượng cho cái phi thuyền này hoạt động thôi ha. Xung quanh chúng ta sẽ còn có những cái phần gạch trong suốt nè, hình tia sét như thế này, những nhá rất là đẹp trên cái phần này ha. Thì đặc biệt cái phần này có liên kết một cái trục technic phía dưới các bạn, chút nữa mình sẽ tương tác bạn coi thử cái trục technic này hoạt động ra sao ha. Phần cánh máy bay thiết kế trái phải đều giống như nhau. Thì cái phần cánh này được thiết kế rất là đẹp ha các bạn ha, nó được trang bị tối tân luôn các bạn. Nó giống như một cái chiếc cánh của một chiếc phi thuyền hơn là một cái chiếc máy bay ha các bạn ha. Thì những cái phần gạch này chúng ta có thể mở phía trước này nè, chúng ta có thể mở ra được một cái biên độ mở như thế này để lộ một cái phần bên trong, thì mình nghĩ nó là mô phỏng cho những cái khói mà tên lửa các bạn. Thì cái phần này chúng ta cũng không thể tương tác được ha, nó chỉ là một cái tính năng mô phỏng thôi các bạn. Đó, phía sau chút xíu thì chúng ta sẽ có một những cái phần gạch hình màu xám như thế này. Thì đây có trên trong có những cái tia sét, thì đây là nó mô phỏng những cái dòng điện nó sẽ chạy xung quanh đây ha. Thì đây là ở trong cái quảng cáo của Lego các bạn, thì đây là tính năng của những cái phần này là vậy. Phía phần này thì chúng ta sẽ không có một cái biên độ di chuyển nào hết các bạn ha. Ở đây chúng ta sẽ còn có một cái đường ống mềm nè, nó nối từ cái phần cánh này sang đến cái phần thân ha. Đó, đường ống này giống như cái đường ống đấy năng lượng từ cái tuabin quay hoạt động nè các bạn, nó sẽ cung cấp năng lượng cho hai cái phần cánh này hoạt động các bạn ha. Phía trong cái phần cánh này chúng ta sẽ có một cái phần gạch hình tròn như thế này các bạn. Đó, nó mô phỏng cho một cái khối động cơ các bạn ha. Phía dưới đây còn có những cái chi tiết gạch màu xanh trong suốt nè, làm điểm nhấn highlight phía sau trông rất là đẹp luôn. Thì xung quanh cái khối động cơ này có những cái phần gạch mà hình lá như thế này các bạn. Thì có những cái phần này á, chúng ta có thể bẻ lên bẻ xuống di chuyển một cái biên độ khác nhau ha, để tạo hình khác cho cái khối động cơ này các bạn. Đó, chúng ta có thể xếp lại gọn lại như thế này. Đó, có thể bung ra ha, tùy theo mà cách mà sở thích của từng bạn á, các bạn có thể mở ra theo ý thích của mình ha. Trong đây chúng ta sẽ có thêm hai phần gạch cũng có thể di chuyển được các bạn, có thể tạo hình được khác nhau ha, đưa ra đưa vào như thế này. Phía đây là những cái phần đuôi máy bay các bạn, nó được thiết kế hơi dốc xuống một chút xíu như thế này ha bạn ha, nhưng mà cũng khá là đẹp các bạn. Ở trong nguyên bản trong phim á, thì cái phần mà chiếc máy bay này sẽ không có một cái phần bán cầm như thế này ha bạn ha. Thì cái phần bán cầm này mình nghĩ chắc cái nhà thiết kế Lego để tạo thêm, để tăng cái tính năng tương tác cho chiếc máy bay này các bạn. Thì khi mà chúng ta cầm cái phần bán cầm này lên á, thì trông nó như một cái khẩu súng vậy ha bạn ha, nhìn rất là đẹp luôn. Phía trước chúng ta sẽ có ngay cái phần này nè, chúng ta sẽ có một cái phần gạch đó làm cái giá đỡ phía trước các bạn. Thì tác dụng của những cái phần này thì chúng ta khi mà chúng ta trưng bày trên kệ á, thì cái chiếc máy bay ở cái hình dáng này á thì trông nó sẽ đẹp hơn ha các bạn ha, nó nhìn nó ngầu hơn rất là nhiều luôn bạn, so với mình để xếp dưới đất ha. Năng tương tác đầu tiên á là khi mình cầm vào cái phần bán cầm này nè, hình tư thế một cái khẩu súng như thế này các bạn. Ở dưới đây cho các bạn sẽ thấy một cái phần lẫy ha. Thì mà chúng khi mà chúng ta nhấn cái phần lẫy này các bạn, thì cái khối mà phía trên đây sẽ xoay ha, nhìn cái thao tác rất là đẹp luôn bạn. Đó, chúng ta có thể xoay liên tục được như thế này. Thì cái cơ chế hoạt động cái phần xoay này thì là nhờ vào một cái hệ trục technic rất là phức tạp ở phía bên trong các bạn. Thì cái chiếc này mình khớp đánh giá khá là khó để ráp ha các bạn ha. Đó, những cái phần mà trục technic phía trong đây nè, nhìn nó rất là nhiều và rất là phức tạp luôn. Cái tính năng tương tác thứ hai là phía trên đây chúng ta sẽ thấy một cái phần đạn như thế này. Thì đặc biệt mình có nói trong những cái video trước á, đặc biệt là trong cái video mà phi thuyền của Jay các bạn, đây của Zen chứ mình xin lỗi, thì cái phần vũ khí này mình khá là thích ha. Cái uy lực trên cái súng này rất là mạnh luôn. Vì mình khó hiểu một cái là những cái set mà ra mắt sau này á, tại sao Lego lại bỏ đi ra những cái thiết kế như thế này các bạn, vì những cái phần đạn này được bắn rất là mạnh luôn các bạn. Đó, thì chúng ta sẽ bắn bằng cách nhấn cái phần lẫy phía màu đỏ dưới đây ha. Chúng ta sẽ gạt nhẹ phía sau như thế này thì phần đạn sẽ bắn ra. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi thử sức mạnh cũng như độ chính xác của khẩu súng này ha bạn ha. Cho những cái bạn nào mà lần đầu tiên xem video mình có thể thấy được sức mạnh ở trên khẩu súng này các bạn. Và lần này mình sẽ sử dụng những em trong cái quân đoàn cá mập của Garmadin để làm bia ha bạn ha. Thì cái phần mà thử vũ khí này mình sẽ gọi nó là sự trả thù tàn khốc của Jay các bạn. Do lúc nãy cái em cua này đã bắn hai cha mẹ nuôi của Jay ha bạn ha. Và bây giờ Jay sẽ trả thù các bạn. Thank you.
xin kết thúc video này tại đây ha. Nếu thấy hay hãy cho mình xin một like và một subscribe. Những bạn nào để ý những cái ô subscribe bên dưới, nếu mà chưa đăng ký hãy bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh nha mọi người, để mình sớm đạt được điều kiện để mở hộp những bộ Lego chính hãng cho mọi người cùng thưởng thức ha. Xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.